Dạ, thì em chào cả nhà. Em sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến từ cô chú anh chị. Dạ, thì ngày hôm nay em có nhận được một cuộc gọi của gia đình chị Kim Thoa ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay bên đội thiện nguyện của chúng em xuống đây để mà chia sẻ hình ảnh và thông tin của bé gái 13 tuổi đã mất tích trong những ngày vừa qua. Thì rất là mong cô chú anh chị nào mà có thấy những cái hình ảnh của bé xin liên hệ qua số điện thoại của gia đình nằm trong cái phần video của em nha cả nhà. Thì cũng rất là mong bé sớm quay trở về với gia đình, để mà gia đình cũng rất là mong bé quay trở về, cũng rất là lo lắng cho bé nha cả nhà. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ừ, anh chào em nha. Anh có nhận được cuộc gọi từ bên em á, Dạ. là anh nghe nói là hiện tại bây giờ là con em Dạ đang đang. bị mất tích, Dạ. và mất tích không có một lý do đó. Dạ. Rồi thì bây giờ thì trước hết thì em giới thiệu tên em đi ha. Em tên Kim Thông. Ồ, À. Kim Thoan. Dạ. Ủa, tên đầy đủ mình là gì Trương em? Kim Thông. Trương Trương. Trương Trương. Kim Thoan. Dạ đúng. Rồi bé gái con của em Là Nguyễn Trương Bảo Trân. Nguyễn Trương Trương. Bảo Trân. Dạ. Ồ, là nguyên nhân vì sao mà mất tích, và mất tích từ lúc nào, thời điểm nào em? Bé nó mất tích thời điểm ở ngày 2 tháng 10 giờ tối tầm khoảng 7-8 giờ, cũng như là nó chơi game trên điện thoại mình không biết được. Rồi cũng như là từ ngày nó nghỉ học năm lớp 6, năm lớp 6 là bé nghỉ học, cũng như là bé học rất là dở, cũng như bé nó chậm khờ, nó không có hiểu được cái học, nên cũng như cho nó nghỉ học ở nhà, là định chừng nào bé lớn lớn chút cho bé đi học nghề. Nhưng mà giờ bé ở nhà không à, nói chung là từ sáng tới tối là bé chỉ ở nhà với mình, rồi tối nó xuống ngủ nhà cô ba nó chỉ có một mình thôi, nó xuống ngủ với cô ba nó, rồi nó chơi game qua điện thoại. Rồi cứ mỗi ngày vậy đó, là ngủ là cô ba nó ở phòng, nó chơi game ở ngoài phòng khách, rồi cô ba nó là ở trong phòng ngủ, thằng nào nghỉ chơi nó vô phòng, là từ hồi xưa tới giờ vậy. Sau bữa đó là ngày 2 tháng 10 đó, là bữa đó rồi cái sáng lại cô ba nó thì cũng nghỉ như vậy, cô ba nó ngủ trước, e nhà nó đi hồi nào cũng biết luôn, Tức là bé bỏ đi. là nó chơi game là không biết ai trong mạng trong gì mà dụ kêu kéo gì nó đi, là nó mở cửa ra là nó đi, là từ gì bữa hai ngày 2 tháng 10 Là 2 tháng 10, hôm nay là 4 rồi. á. Em có trình báo công an chưa? Dạ, em có trình báo công an rồi. Em trình báo công an rồi. Dạ. Rồi công an Dạ có trả lời gì chưa? công an cũng ghi hồ sơ này kia kia nọ rồi đó anh, người ta cũng nói để người ta tìm, người ta sẽ kiểm tra, người ta tìm giùm cho mình. Dạ. Rồi giờ nhờ thấy cộng đồng mạng cũng như em cũng đăng tải lên trên trang đồ ở đây này kia, rồi nhiều người chia sẻ, rồi á, người ta cũng chỉ cho điện thoại cho mấy cái anh mà vậy thiện nguyện như vậy đó, đặng vào cuộc để tìm gặp cho bé nó sớm hơn. Chứ giờ em cũng không biết bé nó ở đâu nữa, tại vì á, nó ở nhà từ sáng tới chiều, giờ mình có cái điện thoại à, chỉ cho nó chơi cái điện thoại thôi chứ đâu có biết gì đâu, nó không có đi đâu chơi chứ không có biết mà đi xe máy hay là không có bạn bè gì ở đây nữa. Bé sinh 2009 Chính hả? dạ đúng rồi. 2009 là năm nay mới đâu đó 14 tuổi. Dạ. Tuổi 10. ở ngoài 14, trong giấy là 13. Ồ. Lúc mà đi á là thì em còn nhớ là bé mặc đồ như thế nào không Bữa anh? đó là nó ngủ ở nhà, là nó xuống cô ba nó tắm, nó mặc bộ đồ sọt ngủ bình thường như nhà vậy thôi à. Rồi chứ mà ngọc mỗi ngày là đi xuống mang cái ba lô nhỏ như mấy anh đựng điện thoại với cục sạc của nó đem theo vậy xuống nhà cô ba nó ngủ vậy thôi, với cái áo khoác, rồi là nó mặc vậy nó đi luôn. Cái điện thoại là điện thoại riêng của bé luôn hay Dạ là điện điện thoại thoại của gia riêng đình? của bé. Dạ điện thoại riêng của bé. Rồi bé có học hành đầy đủ không hay là như thế nào? Bé học tới lớp 6 rồi cũng như nó học dở quá, rồi nó không có tiếp thu được, rồi nên bé nghỉ học, bé cũng không ham học nữa. Khỏi bắt quá nha. Bác ơi. Để cho nó ồn á, đợi xíu không á. Dạ. Là bé không có học, là không có học. Dạ. Rồi bây giờ cho em hỏi nè, là cái đặc điểm nhận dạng á, lúc mà bé đi á, Dạ. thì anh có thấy em có ghi đặc điểm nhận dạng của Dạ bé đó, đúng rồi. thì thông qua chương trình tụi anh đây á, thì một lần nữa em nói lại cái đặc Dạ điểm trước nhận khi dạng. bé đi là bé mặc bộ đồ ngủ màu đùi, quần đùi màu xám lông chuột, cái áo khoác màu đen với có tay này có ba sọc đen, rồi cái ba lô nhỏ mini là màu hồng guốc,
nó đựng điện thoại với cái cục sạc của nó vậy thôi à, với mang đôi dép màu trắng đen, cái đầu con gấu nha, dép quay ngang màu trắng mà cái trên mặt đó là cái hình gấu đen, đôi dép là màu trắng, nó vậy thôi à. Rồi bé đi, bé đi chỉ có ba như vậy thôi. Rồi điện thoại nhà tự nhiên chặn tắt hết, không có liên lạc với ai được hết trơn luôn. Dạ, tất cả cha mẹ gì cũng vậy, không có ăn trước khi đi ngủ á là nó nhắn với bà nội, nó nói nội nói với mẹ con á, tại vì em đi đám ma không có nhà, rồi cái nó nói á, trước khi đi là em kêu con á tắm rửa ăn uống đi, đặt con xuống nhà cô ba ngủ, đi xuống dưới hẻm này nè, em sợ tối nữa, con mình con gái là dặn đi sớm không mà. Rồi cái nó nói dạ, rồi nó đi tắm, nó đi tắm rồi nó vô nói bà nội ơi, bà nội nói với mẹ con bữa nay con không ăn cơm đâu, con xuống cô ba con nấu mì con ăn rồi vậy đó. Rồi cái sáng á, cái nó đi hồi giác nào cũng không biết nữa. Rồi cái cô ba nó sáng người ngủ với cô ba nó thường vậy đó, cô ba nó ngủ trước rồi nó đi hồi nào không biết. Rồi á 4:20 sáng cô ba nó điện lên á là nó đi đâu mất tiêu rồi, là ở nhà té ngửa luôn từ hôm qua tới giờ. Trước cái thời gian mà bé đi á, chị thấy cái bé có biểu hiện gì lạ không? Dạ không, nó cũng ở nhà vậy đó, từ sáng tới chiều nó nhà, nó chơi trong điện thoại, không biết ai nhắn ai ngủ thì mình cũng không biết nữa. Tại vì đó giờ ở sớm vòng vòng ở đây nè, mấy gì tới ngày mà đăng lên là người ta còn hết hồn. Tại vì tối ngày nó nhà nó trong phòng nó chơi game thôi. Không ai nghĩ là bé sẽ đi đúng không? Dạ không ai ngờ hết trơn á. Rồi cô nó cũng ngủ bình thường vậy thôi, cũng đâu có nghĩ đó giờ là ngủ với cô nó. Hồi xưa giờ rồi có thể là bé đã hẹn trước với dạ. Đó. Rồi bé có bạn thân nào không? Chị có hỏi những người bạn thân chưa? Không, bé ở đây không có chơi với ai, nó nghỉ học là nó không có đi chơi. Có một đứa em bằng tuổi với nó là ở bên nhà bà ngoại nó đó, là rồi là có con đứa đó một rồi là cũng không biết luôn, rồi nhắn với nó cũng chặn luôn. Chặn hết tất cả dạ. Người quen ở đây. Giờ là nghi ngờ chơi trong game mà không biết ai rủ ghen nó. Bé chơi game gì chị biết không? Chơi game Free Fire. Chơi Free Fire. Game này cũng không có vấn đề gì đâu mà phải bỏ nhà đi. Ở nhà ta ngủ ghen nó mình rồi, nó còn nhỏ quá nó dạ. Ví dụ. Dạ. Ừ. Anh cũng đang sợ là bé hiện tại đang bị dụ. Dạ, tại vì nó nhỏ quá, đó giờ nó không khi nào đi ra khỏi cây một cây số, nó đi đâu là ở nhà chở nó đâu biết đi xe máy. À, nó chỉ đạp xe đạp thôi. Dạ. Chưa biết sử dụng xe máy nữa mà. Bị dụ á. Dạ. Bị dụ thì không nói. Dạ. Thứ nhất á là bé còn rất là nhỏ. Dạ đúng rồi. Mới 14 tuổi, nếu mà tính tuổi ta là mới 14 tuổi thôi. Dạ. Cái độ hiểu biết của bé hiện tại bây giờ cũng chưa tới đâu. Dạ đúng. Thứ nhất á là chỉ sợ á, thứ nhất á là người ta dụ bé để cướp tài sản của bé, cũng như là điện thoại cũng như là tài sản của bé. Dạ. Cái thứ hai nữa, điều mà anh cực kỳ sợ luôn là họ xâm phạm về vấn đề tình dục của dạ, bé. Dạ em là em sợ cái đó, về vấn đề đó dữ lắm mà từ hôm qua tới giờ thì em sợ là đăng trên game nó chơi vậy đó, rồi nó kết bạn thân thiết rồi nó ghét rồi nó nói ngọt rồi, dạ nói ngọt rồi nó dụ, rồi con mình thì nó cũng dễ thương nữa rồi. Ừ. Rồi nó nhỏ nó đâu có hiểu biết đâu. Rồi trước khi anh đến đây em có chuẩn bị hình ảnh của bé hết chưa? Dạ có. Sau khi có thể đưa lên màn hình cho quay lại cho tụi em thấy hình ảnh của bé ha. Dạ chị đang mở sáng lên cái điện thoại mình, sáng lên chút xíu. Bé rất là dễ thương quý vị, rất là đẹp gái luôn. Còn nhiều tấm không em? Đây là những tấm ảnh là chụp gần nhất hay gì? Dạ, gần nhất mới đi chung với gia đình ăn uống mới khoảng nửa tháng nay, là đi chung với cha với mẹ thôi. Ừ. Dạ. Là mình chở nó đi thôi, chứ đó giờ nó cũng có đi chơi với bạn nữa. Dạ. Đây là tấm hình gần nhất rồi đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Chút nữa là những tấm ảnh này em gửi cho anh để làm tư liệu nha. Dạ. Cái gì anh sẽ đăng lên kênh YouTube của anh. Dạ bé nó cao khoảng 1m4 mấy 50 rồi nó nặng có khoảng 40-41 kg mà 40. Nó trắng tươi rồi. Tóc nó cũng hơi vàng vàng nữa. Từ lướt lên mẹ mấy hình cơm hoài. Nó sốt mà không biết đâu. Ta dụ đi, nó đi đâu?
Thường ngày ở nhà thì bé cũng ngoan hiền. Dạ, chỉ ở nhà thôi à. Có ở nhà mình có hay la hay gì làm bé bật lòng không chị? Dạ, nhiều khi nó lì hay là gì đó mình cũng la rồi thôi, nó cũng bình thường vậy thôi à. Dạ. Dạ. Đi cái đi như thế này thì cũng có nhiều cái tới. Tức là ở nhà nhớ luôn á. Tức là trước cái thời điểm mà bé đi như vậy đó là cái buổi tối ngày hôm đó bé còn chơi game không là hay là không còn chơi game nữa? Dạ bé bữa đó nó chơi game rồi nó mới đi. À dạ. Chơi game đó rồi dạ, mới đi. Dạ, dạ chơi game xong rồi mới đi. Ngoài vấn đề bé chơi game ra, chị toàn em còn nghi ngờ vấn đề bé có người bạn khác giới nào. Trong cái thời điểm vừa rồi đó thì em có để ý là bé có biểu hiện gì lạ cũng như thường hay nhắn tin cho những người bạn khác giới không? Thì có nhắn tin mà em không biết là trong điện thoại nó cũng như là mình nghĩ chỉ là nhắn tin bạn bè trên game cũng có kết bạn với nhau vậy đó. Dạ. Dạ là em cũng biết là bạn bè vậy thôi chứ không có nghĩ là con mình, tại vì ở game là ở xa với nhau mà. Rồi con mình thì ở đây mình nói thấy nó nhỏ quá làm sao mà nó đi đâu được. Dạ em cũng hơi chủ quan về cái vấn đề đó, tại vì từ sáng tới tối là nó không đi ra đường chơi. Nó đi đâu ăn gì là mẹ ơi đi mua cho con hoặc là mua về nhà ăn thôi à. Rồi á, nên em không có mà ấy điện thoại nó như đáng... là tìm hiểu. Ừ, không hiểu rồi. Đáng lý trong thời điểm này nè, trong thời điểm độ tuổi mà bé mới vừa lớn, cái độ dạ. tuổi mới vừa trổ mã đó, dạ. bé rất là thích tìm hiểu và khám phá. Dạ. Đôi khi á, anh thấy em đôi khi em còn hờ hợt quá về vấn đề dạ. con cái. Dạ. Thường xuyên phải kiểm tra những vấn đề đó. Tại hiện tại bây giờ anh nói thật sự, cái câu chuyện của em á không phải là cái câu chuyện thứ nhất mà anh đăng tải về vấn đề mà bé từ 34 tuổi mà bỏ đi như thế này. Trường hợp của em là trường hợp thứ mấy rồi đó. Cũng vì sử dụng điện thoại, mạng internet quá sớm đi mà bỏ đi như vậy. Chứ hôm nay mà anh đăng tải cái câu chuyện này á, thì thật sự nó cũng một cái gì đó nó hên xui lắm. Nó hên xui lắm. Cũng cầu may thôi. Dạ, cầu may giống như là ai đó có thể xem được cái đoạn video này của anh, dạ. xem được cái chương trình của anh, dạ. và xem được hình ảnh của bé và biết và dạ. và gọi về cho em. Dạ. À, bây giờ nè, à, thông qua chương trình của anh á, dạ. thì sẵn tiện đây em đọc số điện thoại của em luôn đi. Ví dụ mà có ai dạ. xem được dạ. cái chương trình này của tụi anh dạ. mà thấy được bé ở đâu á, dạ. thì người ta sẽ gọi liên hệ với em. Ha, em đọc số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0862831383. Em đọc lại một lần nữa. 0862831383. Đọc em đọc lại đầy đủ họ tên của em luôn. Trương Kim Thon ở ấp Cảng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Rồi. Rồi qua cái chương trình của tụi anh này thì em có cái lời nào muốn gửi đến con gái của mình không? Khi mà nếu mà con gái xem được. Con có thể con về với mẹ với cha với ông bà nội nữa. Còn thằng em nhỏ nó nhớ nó đi học nó không ăn gì được hết chứ. Nó nghe chị nói vậy rồi nó muốn xỉu theo luôn. Mẹ mong con thấy con sẽ về nhà với mẹ với cha với ông bà. Ai cũng lo cho con hết trơn á. Con có thấy thì con về nhà với mẹ đi. Không có ai la gậy hay đánh đập gì con hết trơn á. Con thương gia đình thì con mới về nhà. Không có ở đâu bằng ở gia đình mình hết trơn á. Ngoài xã hội là chỉ nhiều cái cám dỗ lắm. Con rất là nhỏ mà nếu mà ai mà dỗ bé đi như vậy thì dạ. Dạ, cái đó là hành vi đó là dạ, tại vì biết bé nhỏ tuổi luôn mà dụ dỗ bé đi. Tại bé dưới 18 tuổi phải chi bé được 16, 17 tuổi á, em sẽ là nó về cái tình cảm rồi. Cái đó là nhiều khi nó đồng ý hay gì đó. Còn này bé quá nhỏ mà biết bé như vậy mà vẫn rủ ghen bé đi. Cái đó là ghép vô hành vi phạm tội đó. Đúng rồi, dụ dỗ trẻ em. Thì nói chung là mình cũng chưa rõ nguồn dạ. gốc nguyên nhân như thế nào thì mình cũng dạ. đừng nói trước thì tạm thời nói về cái vấn đề không rồi. Không ngoài dụ dỗ đi không vấn đề đó, vấn đề độ tuổi này đó. Ở nhà thì hiện tại bây giờ thì giống như những gì mà em nói với anh đó dạ. thì cũng không gì vấn đề lớn, chẳng có vấn đề gì mà gia đình làm cho bé phật lòng cả dạ. đúng không, mọi thứ sinh hoạt nó đều rất là bình thường dạ. đúng không em dạ.
À, cái mấu chốt ở đây là có thể anh suy nghĩ nha, anh suy nghĩ theo kiểu khách quan thôi. Là bé bị bé còn quá nhỏ suy nghĩ chỉ chính đáng và bị dụ dỗ đi thôi. Chứ không có chuyện mà bé tự ý bỏ nhà như vậy với cái độ tuổi như thế. Do bé thích khám phá và những lời ngon ngọt từ phía bên ngoài. Và sự hiểu biết của bé không có lớn nên bé mới ra đi như vậy. Tại vì hồi đó giờ bé chưa từng đi, em khẳng định 100% là chưa từng đi ra khỏi nhà mà 2 cây số thôi, mình ên đi đâu cũng có người chở hết trơn, gia đình chở hết trơn, chứ bé chỉ đi ra xe đạp đi ra ngoài chợ này một cái là về rồi. Mà nếu mà đi chơi ở nhà bạn bình thường em nghĩ thì đúng rồi là phải về đây rồi bạn. Con này là chặn hết gia đình luôn, người thân anh em ông bà nội gì đó, cha gì đó, cha nó là cưng nó từ nhỏ tới lớn, không la không gầy dắt chiều nó, trước khi đi cha nó còn điện con gái ơi, đi tắm đi nghe con gái, nó còn dạ nữa, bây giờ nó cũng chặn ông cha nó luôn. Cha nó cũng đâu có làm gì nữa đâu mà nó chặn cha nó luôn. Cái này nghĩ là không phải là do bé chặn đâu, cũng có thể là những cái nguyên nhân khác yếu tố là như là dụ dỗ cướp tài sản cũng không may nữa, chứ không phải là giờ bé do bé chặn đâu. Nhưng mà cái Zalo của bé vẫn còn mà nó không nhận tin nhắn của ai, yêu cầu ai nhắn vô là nó chặn hết. Bởi vì em rất là lo về cái vấn đề đó, giả tỷ nó dụ bạn bè dụ dỗ đi đâu nó cũng nói sao đó. Đúng con rồi. Này nó nhắn lại một câu là nó nói là nhà yên tâm đi, con đi làm kiếm tiền nữa con về. Rồi em cũng tin đâu mà kêu điện thoại nói chuyện thì không có nói với ai hết trơn. Ủa mà anh thấy nhà mình cũng có điều kiện lắm mà cần gì phải đi kiếm tiền. Thì bé nói vậy mà không có biết làm cái gì luôn, em nói thiệt luôn. Bé chỉ ở nhà sáng rồi ngủ dậy rồi chỉ là rửa chén thôi chứ không biết làm cái gì. Cái tin nhắn đó em đưa công an xem chưa? Dạ chưa. Sao không đem cho em cung cấp cho cơ quan chức năng? Bên đó cũng có nhắn tin lại. Dạ, đúng rồi, nó chỉ không có nhắn cho em. Nó nhắn cho con nhỏ mà bằng tuổi với nó chỉ nói một câu vậy thôi. Là bạn của bé? Dạ, đúng rồi, cũng như là bạn của nó. Chứ không phải là người nhà của em, là trước khi đi là nó chặn hết trơn luôn. Em giờ em điện, em nhắn với em xin nó biết bao nhiêu lần em năn nỉ. Cái tin nhắn đó là nhắn từ lúc nào? Bắt đầu khi thời điểm mà bé đi? Là nhắn là lúc mà phát hiện bé đi rồi nói với con bé đó, là con bé đó nhắn là nó nói nó đi rồi. Cách đó mấy ngày? Là ngay cái thời điểm bé đi phát hiện 4 giờ mấy 5 giờ sáng. À là khoảng rồi mấy tiếng sau đúng không? Dạ là rồi là không có còn liên lạc gì được, chặn hết. Đáng ngờ không? Dạ chặn hết trơn luôn rồi, bạn của em nè lấy số máy điện thoại lạ đồ vô kết bạn với nó cũng khuyên nhắn vậy, nó cũng chặn luôn, chặn hết luôn. Chị có nghĩ là bé không phải bé chậm mà cái người bởi vì em rất là lo như vậy, nếu như bé thì đó, nó cũng phải giả tỷ anh đó nè, mấy đứa anh đó đồ nè, nó cũng chặn luôn nữa, đâu có làm gì nó đâu. Dạ dụ dỗ bé đi, người ta lấy máy người ta chặn hết. Dạ như vậy cũng có khả năng. Khả năng duy nhất hiện tại bây giờ đó bé đi như vậy đó, em hiểu không? Điều trước mắt em cần phải làm là em phải gấp rút cũng như là đẩy mạnh về vấn đề trình báo công an. Dạ, em em có cái thông tin gì á thì em cứ đưa những cái thông tin đó cho công an ha. Biết là cái đó cái hy vọng rất là mong manh nhưng mình vẫn hy vọng. Có thông tin gì hãy cung cấp cho cơ quan chức năng, họ có những cái công tác nghiệp vụ họ rất là tốt. Họ sẽ tìm hỗ trợ gia đình. Còn phía bên tụi anh á thì tụi anh mới làm cộng đồng mạng. Tụi anh sẽ đăng tải video này để nhờ cộng đồng mạng có thấy bé ở đâu như thế nào sẽ liên hệ với em. Một lần nữa đọc số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0862 831383. Đó là số điện thoại người nhà, thì cũng rất là mong khi mà đăng tải lên thì lại nhanh chóng mà tìm được bé về với gia đình. Ai có gặp thì cũng liên hệ dùm. Cái bé còn rất là nhỏ mà đi mấy ngày rồi, 2 ngày rồi, gia đình không liên lạc được thì chắc là gia đình cũng rất là lo lắng cho bé. 2 bữa nay không có ăn uống gì hết trơn, nhà không có ăn uống gì được, nằm ngủ cũng không yên. Đúng rồi, tự nhiên cái bỏ đi mà không biết lý do gì hết. Mà phải chi nó cũng còn nghe một cuộc điện gọi thoại của người nào đó, nó điện về nó nói chuyện á thì em sẽ yên tâm. Còn cái này chỉ là một tin nhắn là nói là đi làm rồi thôi, rồi là cút nguồn chặn tất cả hết. Mà tin nhắn nó gửi cho người bạn nó mới ghê chứ. Không liên cách liên lạc người nhà luôn. Là có một cái tin nhắn á chị. Dạ chỉ nói vậy thôi chứ không có nói bằng giọng nói, kêu nói chuyện thì không nói. Mà nhắn tin là nói là con đi làm vậy thôi nha. Nói đi làm vậy thôi rồi.
Vậy là cái khả năng này có thể là đi theo bị ai đó dụ dỗ. Anh cũng rất là Kim nói chuyện bằng điện thoại là không có nói, rồi chặn luôn. Anh cũng rất là mong khi mà tụi anh đăng tải video này sẽ tìm được bé về. Cũng như cũng rất là mong khi mà tụi anh đăng tải video này lên đó, bé có xem được video này. Có thể là bé xem được của tụi anh. Cái người mà đang dạ như cái người nào mà rủ bé đi đó thì xem được, thì cũng như cũng chở bé về nhà nè. Chứ không để bé ở đó được, tại vì gia đình đã báo bé còn nhỏ rồi. Đúng rồi. Để mọi chuyện càng lâu thì nó càng nghiêm trọng. Gia đình phải bé quá nhỏ. Nó lo lắng rồi. Thầy anh cảm ơn em nha. Rồi cũng rất là mong quý khán giả như là cộng đồng mạng khi xem được video này của Huy về cô bé tên là Nguyễn Trương Bảo Trân, sinh năm 2009, người mẹ Trương Kim Thon. Xem được video này, thấy bé ở đâu thì hỗ trợ gia đình, gọi cũng như là gọi cho người thân để bé được về với gia đình, quý vị. Câu chuyện của bé đây không phải là cái trường hợp duy nhất mà Huy cũng như là anh em đăng tải, mà cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều tại khu vực tỉnh thành khác nhau. Cũng vì cho bé sử dụng điện thoại quá sớm mà bị dụ dỗ đi như thế này. Thôi anh chúc em sức khỏe nha. Cố gắng em nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn có sức để còn đi tìm bé nữa. Cố gắng bình tĩnh em nha. Em cũng cảm ơn chương trình cũng như tìm được giúp đỡ cho gia đình. Cũng mong mấy anh giúp đỡ tìm được cho cháu sớm hơn. Mong cộng đồng mạng cũng chia sẻ để tìm được con em sớm. Bây giờ em cũng không biết làm sao. Thôi cố gắng lên em nha. Tụi anh sẽ đăng tải video này để hỗ trợ em. Cố gắng lên nha. Vậy em ha. Rồi, chào cả nhà.